Thưa quý vị, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng còn nhớ cái ký ức đau thương của tháng 4 năm 1975. Nhạc sĩ Nam Lộc đã viết lại tâm trạng của anh khi đã hối hả bỏ lại một Sài Gòn trong cơn hấp hối. Những con tàu ngơ ngác ra khơi. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nam Lộc mà hàng năm cứ vào độ tháng 4 chúng ta phải nghe lại. Xin đời một nụ cười. Qua phần trình bày của Thụy My và Linh Đan từ San Diego. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tận sân nhất lửa khói ngập trời. Khu thương xa cửa khép cuộc đời. Những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tăm tối. Như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời. Như thân bướm đôi cánh rã rời. Lấy u sầu che lấp. Mạnh sương gió như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ. Vì tôi muốn lại kiếp con người. Muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Tôi nép thân trên mạn thuyền mong manh sương gió. Như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ. Vì tôi muốn lại kiếp con người. Muốn cuộc đời còn có những nụ cười.
mang đời Kính thưa quý vị, kể từ ngày thành lập năm 1967, du ca Việt Nam đã mang lời ca tiếng hát để xoa dịu nỗi đau vì chiến tranh cho đồng bào Việt Nam khắp nẻo đường đất nước. Những tiếng hát của du ca đã khuyến khích thanh thiếu niên Việt Nam hăng hái hơn trong những công tác xã hội. Trước năm 1975, thưa quý vị, ngày hôm nay ở hải ngoại, du ca Việt Nam vẫn tiếp tục sứ mạng của mình là dùng tiếng hát để kêu gọi lòng yêu nước, nhất là trong giới trẻ Việt Nam, các em sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Vì thế, bên cạnh sinh hoạt du ca, Thiên Hương có chương trình Ước mơ Việt để khuyến khích trẻ Việt Nam học tiếng Việt qua bài hát. Và trong thời gian vừa rồi, chương trình Ước mơ Việt rất hân hạnh và phải nói là may mắn có được sự cộng tác của một người nhạc sĩ đa tài và có tâm. Thưa quý vị, đó là ca nhạc sĩ Sĩ Đan. Anh đã viết nhiều bài hòa âm cho chương trình Ước mơ Việt mà quý vị đã xem trong sử ca 2 Bạch Đằng Giang và vài tháng nữa đây trong sử ca 3 Trinh Nữ Vương. Hôm nay, Thiên Hương rất hân hạnh để mời được anh Sĩ Đan đến đây để đóng góp trong chương trình Du ca tưởng niệm tháng Tư Đen năm nay. Xin chào anh Sĩ Đan. Sĩ Đan thân ái, xin chào Thiên Hương và Sĩ Đan cũng xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Du ca Việt Nam. Thưa anh và thưa quý vị, có lẽ là chúng ta đứng ở đây, ở một xứ sở tự do, ai cũng phải đi qua một cái hành trình, phải không anh? Mỗi người một kiểu để đi đến đây. Thiên Hương là thuyền nhân vượt biên chiến công. Còn anh Sĩ Đan thì anh đã rời khỏi Việt Nam như thế nào ạ? Cảm ơn Thiên Hương. Kính thưa quý vị, theo Sĩ Đan nghĩ, cái ngày 30 tháng 4 có lẽ là một cái ngày mà chúng ta, với những cái lớp độ tuổi giống như tụi mình, năm ấy thì có lẽ là không bao giờ quên trong cuộc đời. Và cái ngày hôm nay chúng ta có mặt ở tại Hoa Kỳ, mỗi người đi đến Hoa Kỳ là một cái cuộc hành trình riêng của mình. Sĩ Đan thì may mắn hơn, Sĩ Đan đến Hoa Kỳ bằng máy bay. Nhưng mà không phải là trước đó là không may mắn đâu, trước đó là đi rất nhiều lần và lần nào cũng chỉ đi ra đến bờ là bị công an bắt. Tức là đã nếm mùi, nếm mùi vượt biên rồi. Nếm mùi vượt biên mà nếm mùi ở tù luôn đó. Dạ vâng. Như vậy thì anh Sĩ Đan có công nhận là cho dù là mình vượt khó như thế nào để thoát khỏi Việt Nam, nhưng khi mình thoát rồi thì mình vẫn có trong tâm tưởng của mình luôn luôn mong ngóng có một ngày được trở về, phải không anh? Đúng vậy Thiên Hương. Thì giống như là Sĩ Đan hay tâm sự với lại quý vị khán giả đó là có lẽ là khi mà đến Hoa Kỳ là ở cái độ tuổi 30 mấy, cho nên là những cái kỷ niệm mà còn lại ở Việt Nam, những cái con đường phố, căn nhà cũ, bạn bè thân quen, nó vẫn còn lại trong anh rất là nhiều. Và cái ước bất cứ lúc nào cái đầu mình cũng vẫn hoài tưởng về quê hương, mặc dù là mình sống ở Mỹ, mình cũng adapt với cuộc sống mới, văn hóa mới, ngôn ngữ mới, nhưng mà luôn luôn trái tim mình luôn luôn hướng về Việt Nam. Vâng, và chắc chắn là chúng ta mong mỏi một ngày được về lại Việt Nam như những cánh chim tìm về tổ ấm, một tổ ấm của Việt Nam ngày nào trong ký ức của chúng ta. Như vậy thì hôm nay anh Sĩ Đan đến với chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 của du ca, anh sẽ trình bày bài hát gì? Xin cảm ơn Thiên Hương. Ngày hôm nay Sĩ Đan đến với chương trình du ca và Sĩ Đan quyết định lựa bài hát Cánh Chim Viễn Xứ của nhạc sĩ Linh Giang. Bởi vì anh nghĩ bài hát này nó phù hợp với lại cái tâm trạng và trong của anh, là cho dù chúng ta sống quê hương đến nào, đến cỡ nào, ở bất cứ một cái thời điểm nào, từ năm 80 không có đường về Việt Nam, cắt liền với phải nói là xứ sở quê hương, cho nên nhạc sĩ Linh Giang mới viết cái bài Cánh Chim Viễn Xứ. Và chúng ta ngay bây giờ chúng ta đã có tự do đi lại Việt Nam rồi, nhưng mà cái Việt Nam xa xưa, cái Việt Nam mà trong trái tim anh nó không còn nữa. Cánh chim viễn xứ bây giờ cũng vẫn luôn luôn ước mơ được trở về quê hương, cái nơi mà mình có bạn bè, mình có gia đình, mình có những con đường, những cái kỷ niệm thân quen. Cảm ơn anh. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cánh Chim Viễn Xứ qua phần trình bày của ca nhạc sĩ Sĩ Đan.
về cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có dòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thanh cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu dấu, có trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về, mơ thật nhiều, ôm muộn phiền cho kiếp người. Quê hương ơi, tôi sẽ chết trên quê người, không bạn bè, không một người thân bên mình. Tôi muốn thanh cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu dấu, có trời Việt Nam. Quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có dòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thanh cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu dấu, con trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về, mơ thật nhiều, ôm muộn phiền cho kiếp người. Quê hương ơi, tôi sẽ chết trên quê người, không bạn bè, không một người thân bên mình. Tôi muốn thanh cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu dấu, có trời Việt Nam. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu dấu, có trời.